Vâng, lại một câu hỏi Putin. Câu này thì hay này. Là từ khi nào Putin biết rằng là mình uh, sẽ phải đối mặt với phương Tây? Có nghĩa rằng là mình không phải là một phần của châu Âu mà châu Âu với là đối thủ và là kẻ thù. Phương Tây mới là đối thủ và là kẻ thù, NATO. Nôm na như vậy. Nếu quý vị nào theo dõi về Putin thì khi tôi đưa bức ảnh này lên quý vị cũng đã nhìn thấy đây là một trong những cái sự kiện cực kỳ quan trọng rất quan trọng đối với việc hình thành nhân Putin và nước Nga ngày hôm nay và những sự kiện uh, địa chính trị lớn ngày hôm nay, đúng không? Đó là sự kiện uh, hội nghị uh, an ninh Munich năm 2007. Rõ ràng là trước đây quý vị có thể thấy là trước cái thời điểm mà hội nghị an ninh đó, uh, Putin là một người hướng về phương tây. Dạ, quý vị uh, thông cảm là cái giọng của tôi bắt đầu nó lại hụt hụt rồi, cho nên là nói nó lờ đờ thì um, có nghĩa là lúc bấy giờ ông ấy lên nắm quyền được có vài năm đúng không ạ có thể nói là trong những năm đầu tiên của cái nhiệm kỳ uh, những cái nhiệm kỳ đầu của ông ấy và lúc bấy giờ thì ông ấy lái cái con tàu nước nga hướng về phương tây hướng về châu âu bằng những việc là uh, thể hiện thiện chí gia nhập eu thể hiện thiện chí gia nhập nato ít nhất là bằng lời nói đã đúng không ạ còn không biết là có thật sự hay không nhưng mà có thể nói là gì là tại cái thời điểm cuộc họp này của ông ấy thì khi ông nói về những vấn đề là nước nga tìm mọi cách để tránh những cái cuộc xung đột trực tiếp với phương tây tránh những cái sự xung đột trực tiếp với nato và mong muốn thúc đẩy cái mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau có nghĩa rằng là nước nga nato uh, tôn trọng nato và nato và phương tây phải tôn trọng nước nga và tất nhiên dưới một cái giọng mà nó mình cũng biết rồi đúng không ạ lúc thời điểm đấy nga không có nhiều thứ để mà có thể lên mặt với lại nato và phương tây cái điều đấy là đúng chúng ta cũng có thể thấy là tại thời điểm đấy thì mọi cái cung cách mọi thứ của ông putin là ông ấy có một cái gì đó ông ấy rất lịch sự đúng không ạ lịch sự và có một cái gì đó nó khá nhún nhường đấy không muốn truyền một thông điệp một cách nó kênh kiệu hay là nó quay lưng nó cứng rắn với phương tây có nghĩa rằng chúng tôi rất muốn chơi lịch sự, tôn trọng các ông và chúng tôi muốn các ông tôn trọng. Nhưng mà rất tiếc là người Mỹ và phương Tây thì họ không có hiểu biết những cái lời đó đúng không ạ? Họ chỉ hiểu biết vấn đề về lợi ích và bạo lực mà thôi. Cho nên là trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Munich đấy thì khi ông Putin ông phát biểu đến cái đó quý vị có thể lên YouTube để xem cái video đấy thì phái đoàn của Mỹ và phương Tây, những cái người theo chủ chiến chủ chiến ấy Họ có những cái thái độ họ rất là thiếu tôn trọng, họ cười khẩy, họ thiếu tôn trọng và thậm chí là nhiều lúc là họ tỏ thái độ nó khinh bỉ đối với lại những cái lời phát biểu của ông, đúng không ạ? Và tất nhiên sau đó chúng ta cũng biết là phương Tây đã phớt lờ và thậm chí là nói thật ra là họ đã thiếu tôn trọng, đúng không ạ? Đối với lại những cái đề xuất về của Nga liên quan tới việc là Nga yêu cầu NATO không mở rộng về phía biên giới của nước Nga và những hành động của họ trong cái Andy Munich nó nói lên những cái điều như vậy. Thời điểm đấy thì nói thật ra là những cái người phân tích chính trị mà lỗi lạc ấy, tức là có cái một cái nhìn sâu sắc người ta cũng biết là phương Tây dường như đang đánh giá thấp cái sức mạnh của nước nga vì bấy giờ nước nga cũng gần như là đang trong một cái giai đoạn mà suy yếu và tất nhiên là nó vẫn đang trong giai đoạn để đấu tranh đúng để thoát ra cái giai đoạn khủng hoảng của họ cho nên phương tây đã cười vào mũi nga đúng ạ và rõ ràng là putin à, sau cái sự kiện đó thì ông mới nhận ra một cái điều bộ mặt tật của phương tây và những gì mà Putin và nước Nga thể hiện ngày nay nó là một cái bộ mặt của đất nước cũng như con người nó hoàn toàn khác. Có thể là từ những cái việc mà ông ấy đã thấy thái độ thực sự của phương Tây từ thời điểm đó cũng như là ông ấy đã nuôi đúng không ạ? Nó nuôi một cái kế hoạch là sẽ cho phương Tây phải một ngày phải phải hối hận, đúng phải nhận được một cái bài học cho nên là nếu là để nói một cái thời kỳ nào, một thời điểm nào thì tôi thấy là cái thời điểm mà cái hội nghị an munich là một thời điểm nó rõ ràng nhất và rất nhiều người nói đi nói lại cái khoảnh khắc của putin ở cái thời điểm đó còn lại thì chúng ta thấy có nhiều thời điểm như vậy kiểu kiểu như vậy chẳng hạn như thời điểm mà putin đã gặp uh, zelensky uh, bà angela merkel thủ tướng pháp uh, quên mất cái tên đúng không ấy rồi mấy người về châu Âu đúng không ạ? Ở hội nghị thượng đỉnh Minsk và lúc bấy giờ Zelensky khi mà hai bên bàn với nhau, lúc đấy ông Putin cũng phát biểu với một cái 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 kiểu cử chỉ như này, có nghĩa rằng cầu thị, tôn trọng, nghiêm túc. Nhưng lúc bấy giờ Zelensky lại quay sang nhìn ống kính phóng viên và những người đối diện với một thái độ khinh bỉ, khinh khỉnh, cười nhếch mép. Đấy, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta thấy một điểm là phương Tây và Zelensky đang phải trả giá cho những cái hành động ngày xưa vì họ đã coi thường Putin. Đúng không ạ? Coi thường nước Nga. Và tất cả những gì ông ấy, ông Putin ông ấy đã đã cảm nhận, ông đã làm và ông ấy đã nói nó đều đúng quý vị cũng nhận không ạ? Và đến bây giờ thì rõ ràng chúng ta thấy một điểm là phương Tây bao giờ không bao giờ muốn là người bạn của nga bởi vì rõ ràng là một nước nga như hôm qua bài hôm qua chúng tôi nói quý vị nó quá rộng nó quá cao để mà nó nhét vừa vào cánh cửa của eu mà nó muốn vào thì nó phải rút cổ rụt đầu đúng không ạ nó giống con rùa đấy thế còn về phương tây nato nếu như mà không còn nga nữa thì nato nó không còn cái gì lý do gì đó tồn tại được đúng không ạ cho nên là không những nga phải độc lập mà thậm chí là Nga còn phải chấp nhận một cái vai phản diện nữa để cho mấy cái anh Mỹ anh biết ấy, anh ấy được làm bá chủ thế giới. Cho nên là nếu ai trong chính phủ phương Tây mà đang xem video của chúng tôi thì đề nghị lần sau nếu Putin phát biểu nghiêm túc đừng cười đẻo, đúng không ạ? Hãy lắng nghe ông ấy nói. Một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt là đối thủ của Putin, ấy, rất tôn trọng ông ấy rất khâm phục ông ấy bởi vì là quý vị có thể xem ông ấy nói những cái chuyện như thế từ năm 2007 quý vị ạ đúng ạ mà sau đó đến những năm 2014 thì nó mới có sự kiện mai mà, mà sau Maidan rồi nó mới có cái sự kiện Crimea chứ nếu không có thì chưa chắc nó có cái đó đúng ạ rồi sau đó là cái sự kiện đấy rồi đến sự kiện Min rồi đến sự kiện năm 2022 thì bây giờ nước Nga mới chính thức là lật kèo đúng ạ có nghĩa rằng ông Putin cũng cực kỳ là kiên nhẫn rất kiên nhẫn, rất tôn trọng đối thủ, rất lịch sự, đúng ạ? Và chọn đúng cái thời điểm để ra đòn. Đấy, đấy là một cái điều mà có thể nói là à, ông ấy là một người nên được tôn trọng. Vâng, chúng ta xin đi tới một câu hỏi về nước Mỹ. Phan Sơn hay nói về những vấn đề ở nước Mỹ, nhưng tôi đọc các tờ báo kể cả của Việt Nam. Chúng ta vẫn thấy sự phát triển và cái viễn cảnh phát triển cũng như chỉ số phát triển kinh tế của nước Mỹ khá tích cực, đặc biệt là so với các nước phương Tây nói chung. Đề nghị giải thích và để trả lời một cái câu hỏi nó một cách ngắn gọn đi quý vị ạ. Thì một bức tranh này. Đấy. Năm 2009 tháng 7. Đây là hình ảnh ở cái khu này để tôi xem ảnh nào. Đây là khung ảnh ở một cái khu vực của Detroit. Detroit quý vị nhé. Đấy, chúng ta thấy nó nó khá bình thường đúng không ạ? Mình không cần phải lấy một cái khu vực nó sang trọng nào bởi vì cơ bản Detroit thì nó cũng không phải là một cơ nơi đặc trưng như thế. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là nó cũng ổn vào năm 2000, 2009. Bây giờ chúng ta nhìn 10 năm sau. Đây, từ cái nhà kho bên cạnh này trông nó tan nát hết đúng không ạ nó te tua hết rồi đến nhà chính đã bỏ hoa không chỉ nhà này nhà này cũng bỏ hoa nhà kia cũng bỏ hoa đúng không ạ có nghĩa rằng uh, đã...